Ken, chú voi con. Này Mumu, hôm nay sinh nhật bạn, bạn có tổ chức một bữa tiệc không? Không lúc, tôi không muốn có một bữa tiệc. Tại sao Mumu buồn quá vậy? Mình có một ý tưởng, mình sẽ lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ của cậu ấy. Điều đầu tiên chúng ta cần cho một bữa tiệc sinh nhật là bánh sinh nhật. Tôi sẽ nướng một chiếc bánh dâu tay ngon. À ha, và nó đã hoàn thành. Tôi chắc chắn Mumu sẽ thích nó. Cái bánh màu hồng của tôi trông rất ngon, phải không? Wow, một chiếc bánh ngon. Cho tớ xin một miếng với. Không Ken, đây là bữa tiệc bất ngờ cho Mumu. Đây, bạn có thể treo một vài quả bóng bay lên. Nhìn quả bóng trang trí màu xanh này. Yay! Này các bạn, mọi thứ đều tuyệt vời. Nhìn tôi đội mũ dự tiệc màu cam này. Tuyệt quá phải không? Yay! Xong cả rồi. Này, nhìn này, Mumu đây rồi. Ngạc nhiên chưa? Wow, điều này thật tuyệt vời. Đây là quà của bạn Mumu. Nhìn này là chiếc hộp màu xanh lá cây. Một ngày thật là vui. Và chúng ta cũng đã học được màu sắc. Bánh màu hồng, bóng bay màu xanh dương, nón tiệc màu cam, và hộp quà màu xanh lá. Yay, hy vọng bạn vui. Hẹn gặp lại lần sau. Chào các bạn, hôm nay bạn khỏe không? Mình là Ken, chú voi con. Nhìn nè, mình đang ở dưới nước. Ôi thật là vui, mình sẽ học cách tô màu với tất cả các loài cá khác nhau và những thứ sống dưới nước. Bạn có thể giúp mình không? Ô, Shark, một con cá mập. Hãy tô nó màu xanh dương, blue. Làm tốt lắm. Nó xanh như đại dương vậy. Yay! Cá mập xanh. Tiếp theo là gì? Oh, octopus. Một con bạch tuộc. Hãy tô cho nó màu tím. Purple, yay! Đáng yêu. Wow, trông nó thật tuyệt vời. Yay! Bạch tuộc tím. Tiếp theo là gì? Crab, một con cua. Chúng ta nên tô nó màu gì? Red, màu đỏ. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Một con cua đỏ. La 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 la. Bạn đang làm một công việc tuyệt vời. Yay! Cua đỏ. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Dolphin. Một con cá heo. Cá heo có màu gì? Chúng ta có nên tô màu xám gray không? Rất đẹp. Và chúng ta đã hoàn thành. Yay! Một con cá heo xám xuất sắc. Mình nghĩ đây là một con cá màu xanh lá, green fish. Con cá này rất xinh đẹp trong màu hồng và xanh lá. Và nhìn xem, nó đang đội vương miện. Chắc nó là nữ hoàng. Yay! Xuất sắc! Xin chào bạn cá mập, bạn Blue Shark, cá mập xanh. Xin chào Purple Octopus, bạch tuộc tím. Chào Red Crab, cua đỏ. Xin chào Gray Dolphin, cá heo xám. Moon Tao nữ hoàng, Green Fish, cá xanh lá. Làm tốt lắm các bạn. Các bạn đã làm rất tốt. Tạm biệt. Chào các bạn. Hôm nay các bạn thế nào? Tớ ở đây để dạy các bạn màu sắc. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi thông minh được gửi đến đây để các bạn giải trí. Hãy nhìn tớ bay trong chiếc xe ma thuật này. Thật tuyệt vời. Màu xanh.
điều gì ở phía trước. Hãy tìm hiểu trên xe của tớ. Ồ ồ, quá đỏ. Bắt đầu nhé. Thật là vui quá đi. Này xe đo, này xe đo, bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây, tớ đến với bạn. Yay! Màu đỏ. Giờ tiếp theo là gì? Tớ là một người bạn tốt đây và tớ cần một màu vàng thật đáng yêu. Yippee! Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi thông minh được gửi đến đây để các bạn giải trí. Chúng ta băng qua ranh giới màu vàng đây. Màu vàng. Tớ tự hỏi màu tiếp theo là gì? Đối với bữa sáng của chúng ta nên ăn cháo. Màu xe của tôi là màu cam. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi thông minh được gửi đến đây để các bạn giải trí. Quang hô, tớ vượt qua ranh giới màu cam. Màu cam. Và tiếp theo là vượt qua giấc mơ của mình. Màu xe của mình là màu xanh lá. Đi thôi. Bíp bíp. Ha ha, thật là tuyệt vời. Học màu sắc rất thú vị. Tớ đã vượt qua ranh giới màu xanh lá. Xanh lá. Xe của tớ có màu hồng dễ thương. Bạn có nghĩ vậy không? Tớ đang có khoảng thời gian tuyệt vời. Vâng, hầu hết ở đó. Và cuối cùng, tớ đã vượt qua ranh giới màu hồng. Tạm biệt. Chào các em. À, wow. Tại sao bánh xe này lại tiến về phía mình nhỉ? Chào, tên tôi là Ken. Tôi là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. À, tại sao nó không nhúc nhích nhỉ? Thôi nào, nhanh lên nào. Yay! 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Màu đỏ. Wow, nhìn rất nhiều quả bóng nhỏ đang nhảy ra. Thật tuyệt vời phải không? Màu đỏ. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu đỏ. Xin chào, mình đã trở lại. Và bánh xe cũng vậy. Yay! Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. Mũi tên này bị kẹt rồi. À, bắt đầu nhé. À, 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Màu vàng. Thật tươi sáng và thật là đẹp. Và đây là những quả bóng nhỏ. Có rất nhiều. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu vàng. Tạm biệt. Xin chào, mình ổn. Một lần nữa, đây là bánh xe màu. Hãy tìm hiểu thêm một số màu sắc. Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. Hãy làm lại lần nữa. Nó lại không nhúng nhích nữa rồi. Được rồi. 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Để nghĩ xem. Và đó là màu hồng. Rất nhiều quả bóng nhỏ xíu. Điều này rất là vui. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu hồng. Tạm biệt. Chào.
Bạn thích trò chơi này phải không? Nhìn xem bánh xe màu đã trở lại. Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Dạy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích các trò chơi của mình. Hãy làm lại lần nữa. Và nó một lần nữa bị mắc kẹt. Thôi nào mũi tên, bạn làm ơn di chuyển giúp Ken. Yay! 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Bạn có thích màu này không? Đây là màu xanh lá cây. Nhìn những quả bóng nhỏ bùng nổ này. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Theo dõi để xem nhiều hơn. Ken, chú voi con. Yay!